Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị nhập liệu nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ. Tôi ví dụ, ngày 13 tháng 1 năm 2015, kế toán thanh toán chuyển 50 triệu đồng từ tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội sang tài khoản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Với nghiệp vụ trên, quý vị thực hiện như sau. Vào phân hệ ngân hàng, chọn tab thu chi tiền, nhấn thêm, chọn chuyển tiền nội bộ. Với nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ, phần mềm chỉ hỗ trợ quý vị thực hiện chuyển tiền nội bộ trong cùng một chi nhánh. Quý vị chọn tài khoản ngân hàng chuyển tiền đi và tài khoản ngân hàng chuyển tiền đến. Nhập lý do chuyển tiền nội bộ giữa các ngân hàng của doanh nghiệp. Nhập các thông tin. Ngày hạch toán là ngày quý vị nhập chứng từ vào phần mềm Visa, thường nhập cùng ngày với ngày chứng từ để quý vị dễ theo dõi. Ngày chứng từ là ngày in trên ủy nhiệm chi. Số chứng từ là số chứng từ ủy nhiệm chi. Phần mềm thường tự động hiển thị số liên theo như quý vị đã thiết lập sẵn trong hệ thống tùy chọn. Quý vị chọn loại tiền. Quý vị nhập diễn giải. Nhập số tiền cần chuyển nội bộ giữa các ngân hàng. Sau hạch toán xong, nhấn cất. Tại đây, quý vị có thể in được mẫu ủy nhiệm chi bằng cách nhấn chọn chức năng in. Chọn mẫu cần in. Quý vị kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn in. Sau khi cất giữ chứng từ chuyển tiền nội bộ, phần mềm đã tự động chuyển thông tin của chứng từ vào sổ tiền gửi ngân hàng. Trên đây, tôi đã hướng dẫn xong quý vị về nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ giữa các ngân hàng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công.